nhưng nó bé cho cá mua xì hơi tôi chỉ lại đến đây thiết bé chỉ sai sẽ đợi sai lỗi dễ nè đúng nó cứ cùi dầu tàu bé tụi nó còn câu nó theo tiền đồ này thiết bé trồng sai sẽ đợi chỉ lại nó xì nếu nó thì giờ nó xia xà để bé y thật chặt chặt bó này nó lấy cùi xì thì bó lò giờ sống bó thế thì những nó lời tôi tiếng lại để nó có cái trồng không gì sai sẽ được cái sai một cái lò rễ nè rồi dọn câu đó báo người chồng nhà bên đấy nó là anh chồng đó nó tháo lên ta tổ vừa trâu tờ nè trâu tờ ta kia mà đi bí chiên cái mà liên làm mỏ tuôn nọ cái lỗ rễ này nọ nè tôi sao từ tôi à chưa tôi còn nó sát chưa tôi thắt từ cái này một thái sát một tay bí chì này đó trên nó chỉ tao ngay nó sẽ để cho trái plak thêm rồi nữa chưa tôi sao tóc lên tuôn thái xanh luôn luôn có thái là có nó ra cái tiết của ra cái chuột tơ để để chẳng buộc không được này bữa tao trái pla trái pla nữa ta sẽ nói sẽ đợi cho trái pla cần cầu nhưng có mua xì lò nó chế giờ tao nhớ trái pla nè sao thì ra chứ ôi lúc nãy nó đóng một thứ không phải đâu nữa vô cái kia bé thì tao ngăn nó nè này chỉ cái chỉ nó vua hia này cái chỉ bé chim vua kia bé chim nhú vua chim vay vua nè ta cho cháu nó thì không mà mong cho nó chim đâu cho cháu này nó kia nó là này cho nó thì nè bé nó kia nó sợ nó kia nó nè linh tinh nó rẻ này nó lò tôi nó bé nó nè nó chè sẽ đợi đi mua ít lúa xì hơi tuôn gì qua xì đi nó nè bán lồng câu nè lồng câu cái giò nè tí trò rồi giống câu thì xí nè cái đó mới sắp tao lúc nó tháo tụi mà lúc giống còn gì lúc cơ nó cho mình nông nè của lên giò bé bắp không chịu ok lò rễ lên nó thế chứ ta tóm ba tàu nhú rồi nè nhưng muốn tàu nhú nó cho là tàu chảy mì chén cho chị nhưng mà mua chỉ thì lực ta nè lấy những cái chớ uộc cường cầu này cú một cánh lợn này chị cú chưa giờ tọt khờ no rồi xí nè lấy những cái chớ uộc cường cầu mình lên đi qua nó dùng mút cho này để lâu nó cho một chi là khó chú nè nó chơi cho ngay chi nó ngay bùa nó khai ấn chân khai gì một trò lì cối để chi được ba chỉ ba cứng gỗ nó chỉ nhung nhung mà. Ta tổ món này của mê rồi chi thế là xịt sai rồi nè. Còn nó chỉ tí được kia lại thêm ta nè. Anh buồn gì các cứ mà giật tía là nó giật tía kìa thì cho một đọc khỏi chú nó đấy rồi đã u ra kìa cho nó một đọc buồn ra kìa tía là nó cái tía là đó tía giống ó kêu giống ít lên làm lá nhỉ nhưng mà má nhỉ đó còn một đọc khỏi cái chất lá ở đấy kìa ở đây luôn cái tía làm tía thao lửa trong anh bùa nó mất gì này tuyệt sống mà chẳng nó bị một chọn cái này chỉ kia to có chú nữa dịch ba cứng cầu nữa bao cứng lá này bao nó có cái thảo cốc ở đây của gì nhá dùng gì ủa hay ôm mọi người dùng gì tao ôm tiêu chỉ dùng gì chứ nên bữa tao chép lá hẹn hò chép câu liều lùa mà ít chơi chép ăn sai ba tí cho câu gì chứ gì thật bể chơi chơi rồi thế nào nè mua trái mua lon đá tê, ý là mua lon đá tê, li tao nhất li xia thì coi luôn liền xia, thì coi nhất li xia luôn thì lâu nhiều chơi, xia tạt cỡ đây, coi tăng ca tí xíu, ai rồi ai mua tăng ca vậy, là tê lúc xia chứ vừa còn tủ vậy, cái liễu mua lon đá tê công ty li tao nhất, linh, lúc nào lần đầu bọn tôi sẽ có là, chịu bây giờ. Này chỗ lon đâu vậy? Qua tuần đây lon lót tay chít lắm mà, lon đó, lon có đó, cứ bảo có lót tay chít lắm lắm à lắm. Ê, từ bút nhẹ này, chỗ nó sống nhiều tay cố chít đặc. Tao dán chỗ cái lông, cô cái lông mực. Tao dán chỗ cái gì trong đó? À, để cái là cái gì? Bây giờ bắt đầu á, rồi đó chỉ, rồi bắt đầu cho nên rồi chít chát má nè, rồi. Mà trong sát tuần đấy. Có tua tù hảo mà. Và cái ra cái mất to ít không còn nó xía xía mẹ cô mẹ thầu nó chỉ cô mua chồng à thò hai là con chứ cá cường cầu nữa để xia là đó 但是呢，这菜不济，鸟的专长错，一起是哪呢？ Cho nuôi này là chuyện này nó chả bỏ nữa. Ông nuôi chưa? Đâu chưa biết chỗ này mua chưa? Bé vô mua bé bọn đông. Nhưng mua không lười lười nào bây giờ. Này uống liệt tao à? Bé uống liệt chỉ tao đâu cho uống liệt chỉ hậu hậu chứ. Chỉ tao cho liệt nữa. 一摊站的白多呢，就来就去就去到我了，就练那天。你卡更高呢？咱俩有谁？俺弟都就有，都。 Em thấy thế sao chị em biết thao thao cho tao nó nó cua cho có giật đen mà nhiều tám nó chỉ tao cuốn đen á sao đi rồi đợt bé nó khứa đợt bé nó rong đợt bé nó khứa là mong mua để tay mong mua gì vậy đợt bé nó giờ chỉ khứa ra đợt bé nó giờ nụn tao để chính chỉ tao xô tên nụn mềm mềm ra chúng ngồi thở như thở xong nha kia phủ là phủ thì ớt tôi mới có mùi ớt tôi mới có rồi bắt đầu từ chua nhưng mà hồi trở tên nó chúng nó chua phải cho quên mình chua vậy à giờ chua tuyệt đấy có bác nhớ nó đã tới chúng mua chua đây có kỳ cớ gì không bỏ lấy chua hơn chứ chỉ còn chua đó nó có cái này ba cân ha, đi trên chỗ rồi tưng tú nó, bỏ cửa nè, ta chỉ nói về tứ giờ xé bé tứ giờ tông nọ là nè, sẽ đợi những giờ sát sát ta đã dọn tông tàu cho lò, chỉ vừa về sẽ đợi nó cứ giờ sát sát cơ lại thế, ta chỉ nói về trái lá lại nè. Ta chỉ nó tí do ý mong lại, tí do ý mong thầu ta xuống đây này. Tí do là chết tới chỉ cơ thế lấy chỉ tao sai sai, chỉ tao sai sai thế chị. Bé thì lì tao nó sai thế nào? Xin nó sẽ là chè nhiều mùng ba nhiều khó tuổi vốn nó chè tí từ nông nó sáng gai là thế nào tàu nữa ta xin nó chè bé nhưng nhiều tía ta rồi chè cho nó lấy ta tập buồn đông chơi bé dùng pin nó kia khó còn là lò dễ bé dùng tàu cá mù bỏ bỏ thì chả bỏ nè tại vì nó chơi tí cho nó cái trái black cầu gì ấy tí vừa chỉ cho tàu ba chơi chơi tới tí chỉ thả bè như vậy nó bé cứ cho hôm ba để cho lò lại thế chơi nó khó chín cái này chơi nếu như xí xí hơn đòn tàu chơi lời dân xa rồi lên ta nè trái bạc cơ ta chỉ nó tông nổi nè chị nhân đã có chưa mua ô tô xóa lâu qua khởi tiền là con chỉ muốn làm một bó chè. Tao xin nó nữa chè. Tao nó là chè sẽ để rồng nó rồi giờ lên ta nè. nó rễ sống bò thế chỉ ba cơ gọt cung làm mỏ cung ngon nó còn lòi rễ thế nó pin nó lại nè nó là thế nè chỉ cá cơ gọt củ sậy như từ nó xem được không ăn thịt chả thế à bác cầu tại cô cho mình còn đi có khác luôn tại cô cho chồng trai cơ nè này bộ cá lò thế à? Có cơm, cá lò xanh. Uốn để rò là gì? Uốn để rò chỉ sửa đời cho trái lá nữa. Thế là hôm đó thấy rong suối rồi à? Nó ta thì sợ đời dù mù bò bò tôi thì chả bò là nó nó giờ nó cửa chứ nó cắt vào tiêu kho có chót nhìn chị ha nên chị ốc đâu người già say chuyện chị đâu cắt thế à cá cha thì nó mua xì hở nó chén này tôi nó bé nâu cái lò rẻ nè chị củ chín nó lớn nọ chị ý nhục thì nó cũng mặn nọ cá nè bé chừng bé nọ tôi ít thật chả chơi cái thế thế nè bé mù tàu tê lúc trong xía rồi nó chén này chừng cá lò chan nó thế đó thế này, đào tỏi có sót chưa này? Là chừng xí dầu hết kìa, nhục tiền nó nọ ta cho mua xí hở nó chè, sợ đời cho mua câu nọ cái loại rẻ thế này nè. Mua xí hở nó ít tiền nó của cho nên thì bé mua say mua chua. Lời muốn nó câu thế nó câu nó chỉ chấn sạch luôn lời dính nhiên nhiên nó câu nó gai giờ u giờ nó lội dễ sống bò lên nó thế đọc khó lúc trước bé châu nó chỉ sợ đời dính do nó trẻ thế xứ chỉ dính do tiệt sĩ dọc được chiến gai nó ok lội dễ cơn gạo lên nó sẽ chỉnh ta tổn nô chè thập bể tứ tờ đi nói nè hay là phun chưa không kèm tới nói chuyện rồi này bố mình đừng khát rùa ta đi dò bọn chúng ta nói gì ta muốn tấm đây chỉ nó tròn on hưu nó chè chỉ nó tròn cá vậy lấy một hơi chua này cho nên thì phải trồng sai sẽ được chậu lấy một hơi chua thì do cái hơi chua nó cho bé lũ té chèo non thì họ dùng đi trà thế ta chỉ nó chè chua cua giò tông cái xí xí cờ gầu cờ thế thì xí sẽ để họ chỉnh bò bò lò rẻ cơ chế họ cũng chỉ có một tí nành trong một khơi rùa nó trộn bể hạ khâu thế rùa có chuyện mình nói tuổi cho rồi xa xắn nó thế lò chót đen này lò ít khói còn chỉ là lò tan thế là có tuổi từ lúc cô to. Bao giờ tao to làm tao chưa. Buồn gì này thế à? Gì thôi đi rồi. Gì nữa? Ăn gì không? Ăn gì chỉ thuộc. Ăn gì đã lâu tao ăn đi. Chính dĩ cường cầu à ít trời. Chỉ có chẳng lứa mà hai dạng chỉ. Nhưng giờ nó lứa nó trẻ ta sẽ cày rù lừa thế nào. Cho nó ăn khác thấy là đáng cay ạ. Đã tận rồi. Nó sẽ sống bò nữa. Trời chỉ một tí rồi không rồi. Nó chờ hai cái mà cả. Nếu là hai cái ta dùng một rồi dưới chỉ một xí hai cái. Cứ hai cái chỉ một xí là một xí vậy. Giờ dù dành để mua đó dù dành. Có bao nhiêu cứ hai cái dùng một ta dưới rồi chứ. Chủ nhân sói nó đắp rồi in luôn. Cái là sát sao còn. Không có cái một sao. Hả? Nó có cái một sao. Thôi chơi dùng mỗi gió nhé, là hai con ta dùng chảy chứa, để chảy 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 còn nó chảy mua mua rồi con người, mỗi rồi cái là thái là con chết thái vào thì chúng nó sẽ hỏi chứ chúng nó sẽ hỏi lấy so tay vừa toàn cho dưới chúng nó sẽ hỏi phần nhiên rồi một người rồi sao ai hãy tôi vừa toàn cho đây vừa khâu thì chưa sao làm thế thời những cái thời dưới thì sao mua nữa không nên đen rồi sao giờ chúng nó coi về cái chỗ khác nào rồi đây cái gì đó tao đọc qua đây thì nó coi tao đồng mà mua đó chỉ một câu này thôi đã bỏ gì vậy ăn xem nó cái gì khó không vô nó khó đây là nó ăn nó rồi đây là nó nó trò gì nó ăn gì nó gì vậy nó gì tăng rồi rồi lá lăng như là một món thì cháu có đến rồi cháu mơ rồi luôn chỉ có xe cái gì con nhớ luôn à lộc chị tụi em đều chầm hạt đấy luôn nên bị chặt cháu rồi cháu chúng ta cũng dây rồi chị lấy pha nó đánh pha rồi có cõi pha cháu muốn coi địa phương mới ra cũng có con này một tay nữa rồi. Mình tính không, Nó miêu chỉ là nên cho sao mới chín. Cháu bỏ chút xíu rồi cháu bỏ vào phần tiền. Dù đó, chú trai gặp tao dùng với tao. Bé anh đầu chuối rồi. Nhưng mà nhiều khó lại rồi. Xin nó chỉ là tí nó ta là thế nào nó ta là thế chị cứ cho nên thế bé chầu lại mù bò bò nè chẳng nói gì ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sẽ được chúng ta tổ thả tu từ cho cái mua nhà nè thả tu từ cho cái mua nhà lúc xưa hồi những cái lò ta đi nó lại thế chế của chú cho nên thiếu bé là sai cho là chùa bé băng gồm mông nó đồ bé thật trả rồi giò nó là nó mỏ lò rẻ là sầu đi nó xứ bé mà lấy xin gì trâu lử lúc kia với cho nên thế bé một sai một chùa là một cái lò rẻ có rồng chăm có nó muốn gì thế